mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở bàn thu thuế. Ngài bảo ông: "Hãy đi theo ta." Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo người. Lê-vi đã dọn một bữa tiệc linh đình tiết đãi người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của người rằng: "Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Những ai mạnh khỏe không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải." Suy niệm: từ bỏ và đi theo để làm lại cuộc đời. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta vẫn thấy đây đó có những người đạo đức tốt lành xuất hiện như một mẫu gương sáng ngời cho chúng ta noi theo. Tuy nhiên, trong số đó không thiếu những thành phần ăn chơi trác táng một thời, đầu trộm, đuôi cướp khét tiếng, hay cũng không thiếu những vị trước đó buôn gian bán lận, sống bằng nghề nhàn hạ, khi cho vay nặng lãi trên xương máu của anh chị em mình. Tại sao họ lại có một sự thay đổi đến lạ thường như vậy? Thưa, bởi vì họ đã biết dừng lại, nhận thấy mình đi sai đường và nhận ra tình thương của Thiên Chúa, nên họ thay thái độ để đổi cuộc đời trong ân sủng của Người. Tin mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy một Mát-thêu ăn trên ngồi trước, hà hiếp, bóc lột, phản dân, hại nước khi sống bằng nghề thu thuế cho đế quốc. Nhưng hôm nay, trên chiếc ghế đã gắn liền cuộc đời ông với cái nghề đáng nguyền rủa. Trên chiếc bàn đã là bệ kê cho ông chắc bút để ghi những con số nhơ nhớp, bẩn thỉu, nhằm thu lại những đồng tiền khốn cùng nơi anh chị em đồng loại của ông. Nhưng chính một thứ tội không thể tha, một con người đáng khinh bỉ, thì hôm nay tấm lòng nhân hậu của Đức Giêsu ngang qua ánh mắt cảm thông, trìu mến và lời mời gọi đầy yêu thương: "Anh hãy theo tôi." Đã đào lộn tất cả vì thế như cá gặp nước. Mát-thêu đã sẵn sàng đứng dậy, từ bỏ nơi chốn tội lỗi và dứt khoát quay lưng với cái nghề ám muội để đi theo và làm môn đệ cho Đức Giêsu. Từ khi bước theo thầy Chí Thánh, ông đã trở thành người đầy kinh nghiệm về Thiên Chúa tình thương và luôn mang trong mình tâm tư nguyện ước của thầy. Sau này, ông đã viết lại một con người vĩ đại đã cải hóa cuộc đời ông nơi những trang tin mừng đầy sống động. Sứ điệp tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy sám hối như Mát-thêu và có lòng nhân từ như Đức Giêsu, đồng thời tránh xa và không được lưu trữ thái độ coi thường, khinh bỉ, cố chấp như những người Pha-ri-siêu trong tâm trí của mình. Bởi vì trên đời này có ai là vô tội đâu. Tự nhận mình là người xứng đáng và coi khinh kẻ khác là dấu hiệu của một tâm hồn trống rỗng, kiêu ngạo, thích đi theo và làm môn đệ cho ma quỷ, chứ không phải là môn sinh của thầy Giêsu. Thật vậy, nếu là học trò của Đức Giêsu, chúng ta phải hiểu và thấm câu nói của thầy mình: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.
vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con biết khiêm tốn, lắng nghe lời mời gọi của Chúa, để sẵn sàng đi theo và làm môn đệ Chúa. Xin cho chúng con biết yêu thương và nâng dậy những người tội lỗi như Chúa khi xưa. Amen.